Carolina Herrera Bad Boy. Sau khi thử chai nước hoa này thì mình đã hiểu tại sao mà nhà nước hoa Carolina Herrera này họ không có những sản phẩm quá thành công trên thị trường. Mặc dù trên tay mình đây đang là Bad Boy, một chai nước hoa với một cái tên rất là thu hút, nhưng mà điều họ làm thành công duy nhất ở đây đó chính là từ Bad. Và hãy cùng mình tìm hiểu xem trong chai nước hoa này có gì nhá. Đầu tiên, như bao video mình review một chai nước hoa thì chúng ta cùng nhau xem qua một chút về ngoại hình. Các bạn có thể thấy rằng là chai nước hoa này nó có thiết kế hình sấm sét màu đen, và cái phần thân chai thì được làm bằng kim loại, giá đỡ khá là chắc chắn. Còn cái phần nắp chai là bằng nhựa, đập nó cứ kêu không được chắc chắn cho lắm. Còn cái phần mình thích nhất ở cái phần thiết kế đó chính là cái phần vòi xịt. Các bạn ấn vào đây, rất là đầm tay. Còn về mùi hương của em nó thì ra sao? Thì ngay khi mình mua em nó về, mình đã rất hớn hở để xịt em nó ra tay. Và mình kiểu quái lạ, hay là mình có mua nhầm chai nước hoa không, hay là có bị cháo dui hay không. Thì tại vì cái mở đầu của em nó thì nó rất là quen thuộc, nó rất là giống với những chai nước hoa như là Blue de Chanel phiên bản Eau de Parfum, hay là Dior Sauvage phiên bản EDT, rồi một chút ngọt đến từ Versace Eros, rồi một chút quen thuộc đến từ Y của nhà YSL phiên bản Eau de Parfum. Mình kiểu sao nó lại có thể giống nhau đến như vậy nhở? Thì những cái chai nước hoa đó thì nó có đều cho chung một nốt ngọt và cái nốt hơi tiêu cay ban đầu của Dior Sauvage và của Blue de Chanel phiên bản Eau de Parfum, thì nên là nó sẽ tạo ra cảm giác giống như vậy. Nhưng khoảng tầm nửa tiếng sau, khi mà cái top nốt nó bắt đầu lắng dần xuống, thì các bạn nhận thấy một cái vị ngọt. Cái vị ngọt đây thì nó không bị đẩy đi quá đà như là của chai Versace Eros, và nó cũng không có phần phét và có phần hơi xanh xanh tươi tươi của chai Y của nhà YSL, mà nó lại có phần khá là mịn màng, và mình đánh giá là nó khá là dễ ngửi. Và đây cũng là cái điều mình thích nhất ở chai nước hoa này ở cái khoảng tầm giữa khoảng tầm 2 đến 3 tiếng. Và cái nốt hương ở đây thì mình không biết là có Amboxen hay không, tại vì dry down về sau thì nó khá là giống với những chai nước hoa nổi tiếng mà mình vừa kể ở trên. Không hiểu tại sao lại như vậy. Nên là thực sự là nó không mang lại cho mình quá nhiều cái cảm giác như cái tên mà chai nước hoa này được đặt. Về độ bám quả của Bad Boy thì phải nói rằng là đây là một chai nước hoa có cái độ bám quả rất là tốt. Khi mà trên da mình khoảng tầm từ 10 đến 12 tiếng, thậm chí là lâu hơn. Nếu mà không muốn nói rằng là tại vì mình chỉ nhớ rằng là từ xịt từ tối hôm trước đến trưa chiều ngày hôm sau mình vẫn có thể ngửi thấy. Còn về cái độ tỏa hương thì nó chỉ tỏa tốt tầm 3 đến 4 tiếng, nhưng mà độ lưu hương phải nói rằng là rất là tốt. Và chai nước hoa này thì nó có giá trên thị trường tầm 2 triệu đồng cho 100ml. Và đây cũng là một cái giá tiền có thể cạnh tranh rất tốt trong cái phân khúc những cái chai nước hoa nổi tiếng đã khẳng định được vị thế của mình thị trường như là Blue, như là Dior hay là Versace các thứ. Thì đây là một cái tên có thể cạnh tranh rất tốt, đặc biệt là về mùi hương lẫn độ bám quả. Về cái phong cách và cái độ tuổi thời gian sử dụng của em nó như thế nào, thì với chai nước hoa này mình nghĩ rằng là nó sẽ sử dụng phù hợp cho những bạn nam tầm từ 22 tuổi đổ ra là có thể xịt ok, và thậm chí là 20 tuổi cũng được, mà 2 tuổi mình nghĩ là hơi trẻ. Nhưng tầm 22 tuổi ra là có thể xịt chai nước hoa này. Và cái thời điểm sử dụng tốt nhất của chai nước hoa này có lẽ rằng là vào những ngày dưới 25 độ và những ngày mùa thu đông tối thôi. Tối tầm 25 độ là các bạn để sử dụng chai nước hoa này tầm 1 đến 2 shot. Còn tốt nhất thì các bạn nên sử dụng vào những ngày trời thu và những ngày trời đông thì Bad Boy sẽ rất là phù hợp. Và cái phong cách của chai nước hoa này thì mình nghĩ rằng là những anh chàng chắc là cũng có thể nói rằng là nó có phần hơi kiểu trẻ trung, hơi kiểu có một chút gì đó kiểu quyến rũ, tại vì ở đây có nốt ngọt của cacao, rồi một chút gì đó kiểu hơi mạnh mẽ một chút bởi cái nốt tiêu, và về sau thì nó cũng khá là nam tính. Nói là chai nước hoa này thì nó cũng khá là đa dụng. Các bạn có thể xịt đi làm có lẽ là nó hơi quá một chút, nhưng mà chỉ có thể xịt đi chơi, đi hẹn hò rất là ok. Và phù hợp mặc với những kiểu quần nâu sơ mi cũng được, mà các bạn mặc áo phông, quần bò biết, hay là một cái chiếc áo bomber biết, các thứ rất là ok với cái phong cách như này. Có lại là cứ phóng khoáng trẻ trung là cũng được. Vậy thì với bao nhiêu điều mà mình vừa khen ở trên, tại sao mình nói rằng là chai nước hoa này nó chỉ làm được tốt mỗi cái chữ Bad ở trong cái tên Bad Boy của nó? Thì thứ nhất phải nói rằng là chai nước hoa này nó là những cái phiên bản ra sau, và mình mong chờ rằng là nó sẽ có một cái điểm nhấn, một cái điểm thu hút tốt hơn những người đàn anh đi trước, hay là những cái
chai nước hoa nổi tiếng khác để có thể thay thế được nó. Nhưng mà thực sự với Bad Boy thì nó không như vậy. Cái thứ hai đó là cái vì cái tên của nó, cái tên Bad Boy nó rất là thu hút, nó rất là gọi là khiến cho người khác xem một phát là chỉ muốn mua thôi. Phải nói rằng cái khâu marketing của Carolina Herrera này nó rất là tốt, nhưng mà cái điều mà các bạn nhận lại được từ cái tên Bad Boy này thì thực sự rằng nó không xứng đáng. Có lẽ với một cái tên khác không phải là Bad Boy thì có khi chai nước hoa này nó lại được đón nhận nhiều hơn. Tại vì khi mà đặt lên trên vai một cái tên đó là Bad Boy thì chắc chắn mọi người phải trông chờ rất là nhiều. Nhưng mà cái điều họ nhận được thì chỉ là một cái sự cải biên nó tốt hơn một chút so với vài chai nước hoa thông dụng ở trên thị trường. Mà đặc biệt Carolina Herrera thì với mình ở trên thị trường Việt Nam thì đây không phải là một brand quá là tốt để các bạn có thể mua, lựa chọn. Còn bạn đã sở hữu qua về Bad Boy chưa? Đã cảm nhận sao của em nó? Thì hãy bình luận cho mình biết ở phía dưới. Và đừng quên like, share, subscribe và donate cho mình nếu có thể, cho đường link ở phía dưới nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.